Chào các bạn, hôm nay shop xe trợ lực điện bên mình á, sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe điện hoàn toàn mới luôn ha, với một cái phiên bản mà nó thích hợp dành cho các bạn dùng đi phố hàng ngày, mà riêng ha là có thể là dùng để cho cả gia đình sử dụng luôn ha. Và đây là nguyên cái thùng hàng mà bên mình vừa mới về hàng luôn ha, đóng gói nguyên kiện luôn, nguyên đai luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem coi là bên trong là một cái mẫu xe nào ha. Thì cái chiếc xe này thì mình bật mí là nó sẽ cho các bạn hoàn toàn là thú vị luôn ha. Thì bên mình thì luôn cập nhật những cái dòng xe trợ lực điện vừa chất lượng cao nè, phiên bản mới nè, và nó phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi người sử dụng luôn ha. Thì đây giới thiệu các bạn nguyên trạng của chiếc xe này ha, nằm gọn trong một cái khung, cái thùng luôn. Mà các bạn thấy ha, hãng đóng gói rất là kỹ càng, giúp cho chiếc xe này chống chày xước, chống va đập luôn ha. Thì xe vận chuyển đi toàn thế giới ha, nên nó sẽ đóng thùng rất là ok. Hiện tại là mình đã đem nó ra ngoài khỏi thùng rồi. Thì các bạn thấy cái xe này nhìn nó hoành tráng không? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn là những cái phụ tùng mà kèm theo trong xe nha. Thì các bạn có thể thấy đây là cái gì không? Cho các bạn có thể đoán á. Đây mình gỡ ra bật mí cho các bạn luôn ha. Thì mình nói đây là một cái mẫu xe mà nó độc đáo và nó thú vị ha. Yên xe, kim luôn, cục pin. Đó, đây là cái điểm thú vị của nó nha. Vừa kết hợp giữa yên ngồi mà có luôn cả cái cục pin nằm dưới luôn nha. Đó, rất là hay nha. Rồi, mình để dưới đây cho các bạn xem. Và lấy tiếp đến là những cái phụ tùng khác nha. Thì thường mà các bạn mà thấy á, là các cái mẫu xe thì đâu có cái mẫu nào mà nó sử dụng là yên ngồi mà kết hợp với pin đâu. Riêng chiếc này có nha. Còn cái này là cái cốt bắt bánh trước. Bidan nha các bạn. Xe này là xe gấp, bidan gấp luôn. Và hãng trang bị cho chúng ta đầy đủ ha, không thể thiếu ha, là bao gồm có khóa lục giác nè và những cái cây khóa nè, cho các bạn có thể là lắp xe nha. Và đây là cái cục adapter chuyển đổi nha. Thì cái adapter này các bạn có thể là sử dụng nguồn điện 220 ở thị trường Việt Nam mình nha. Rồi, mấy cái này là linh tinh rồi mình sẽ bỏ qua ha. Và bật mí cho các bạn một cái thùng hàng nữa. Thùng này cũng khá to, để mình cắt ra xem coi bên trong nó là gì. Cái sản phẩm này là chắc các chị em thích nè. Rổ đựng đồ phía trước. Đó là cái sản phẩm này là nhiều bạn hay hỏi mình á, xe trợ lực điện là có gắn được rổ không? Cái này có luôn, hãng trang bị luôn. Mà cái này là kim loại nha, chịu tải trọng cực kỳ tốt, cho các bạn đi chợ thoải mái luôn. Thì đó là những cái sản phẩm mà nó đi kèm theo xe ha. Tiếp đến là bây giờ mình sẽ cắt những cái phụ tùng này ra cho các bạn xem nha. Thì xe này nó là phiên bản bánh to, còn mình hay gọi là bánh béo. Trang bị dè trắng bùn kim loại luôn nha. Thì nó sẽ giúp cho các bạn là chống chày xước nè, chống văng bùn nè, nhưng mà nó bền bỉ theo thời gian nữa. Màu sơn tĩnh điện nha, màu đen cực kỳ đẹp. Đây, giới thiệu cái bánh cho các bạn xem nha. Bánh xe thì cái đường kính 20 inch, bề ngang 4 inch, bự bằng cái bàn tay. Nhưng mà đặc biệt là cái là bây giờ thế hệ mới rồi, nó làm cái khung nhẹ hơn, cứng cáp hơn, cho các bạn có thể đạp cơ nó nhẹ nhàng hơn những cái dòng hồi xưa rất là nhiều. Trang bị đĩa to, thắng an toàn hơn, vành nan hoa nha. Đó, bánh trước nè các bạn có thể thấy ha. Thì cái vành của nó là nó khác với những cái vành bình thường, là nó có những cái giống như là khí động học nè, giúp cho chiếc xe nhẹ nhàng hơn và chống chày tốt hơn. 20 inch x 4.0 nha. Rồi bây giờ cắt ra hết cho các bạn xem luôn nha.
các cái bộ phận luôn. Và sẽ cho các bạn xem coi đây là một cái mẫu xe với tên gọi là gì nha. Thì đây là mình giới thiệu cho các bạn, đây là một cái phiên bản màu trắng. Màu trắng này thì nó nhìn nó rất là sang trọng ha. Nam lẫn nữ đi đều đẹp. Và cái màu trắng này thì nó sẽ nhìn nó tinh tế và nó thời trang hơn ha. Mọi lứa tuổi đều có thể đi được. Và nhìn nó không có lỗi thời. Đó, các bạn có thể thấy ha. Thì mình đầu clip mình có nói với các bạn á, là xe thích hợp dành cho gia đình là sao. Mà các bạn có thể thấy cái ba ga của nó không? Bao êm luôn. Ngồi đằng sau cực kỳ đã luôn nha. Chở đồ đạt vậy là vô tư. Chắc cái tay lái cho các bạn xem nha. Thì các bạn có thể thấy ha, họ đóng gói nhìn rất là kỹ nha. Đây mình gỡ ra cho các bạn xem nè. Trang bị tận răng luôn, đầy đủ mọi công nghệ ha. Có tay ga, có cùi đề Shimano, màn hình LED siêu to, còi đèn pha, đầy đủ mọi thứ luôn, không thiếu gì á. Rồi giờ cắt hết ra cho các bạn xem nha. Họ đóng gói này rất là kỹ luôn. Một lần mà các bạn mà cắt ra không là các bạn thấy lòng rất là nhiều mút luôn á. Đây mình giới thiệu cho các bạn ha. Thương hiệu Gersi. Phiên bản bánh béo, có thể gấp gọn luôn. Và còn nhiều cái điểm thú vị nữa. Mình sẽ bật mí cho các bạn khi mà mình lắp thành phẩm xong, mình sẽ nói cho các bạn xem cái chiếc xe này nó còn nhiều điểm hay hơn nữa. Thì hiện tại là bên mình đã lắp thành phẩm cái chiếc xe này rồi. Thì các bạn có thể thấy chiếc xe này nó với cái dáng sao ha. Thì theo đánh giá của mình đi, thì cái chiếc xe này đầu tiên là nó cho mình một cái cảm nhận là nhìn nó thời trang. Và thứ hai là mình nhìn vô là mình thấy cái khung sườn này là mình thấy nó ngồi cái là dễ chịu nè. Thì cái chiếc xe này á, thì nó sử dụng là cái sườn đầm, nó thích hợp. Mình nghĩ là cho cả gia đình luôn. Tại vì đa phần mà bây giờ mà mình sử dụng chiếc xe đạp chợ lật điện đi, thì đâu phải là có một mình đi đâu. Nhiều lúc ví dụ như mình lập gia đình rồi, cần vợ mình đi, hoặc là chở bé nó đi học ha, hoặc là dùng để đi siêu thị hoặc đi chợ gì đó. Mà cái xe mà đi được có một người thì quá bất tiện. Mà nay mà mình thấy cái chiếc xe này á, nó sinh ra nó phù hợp dành cho cả nguyên gia đình đi luôn, người nào sử dụng cũng được. Hoặc là các bạn học sinh nè, dùng để thế một chiếc xe máy á, đi chiếc xe này cũng rất là ok luôn. Hoặc là thanh niên, nói chung là người lớn tuổi này nọ, sử dụng chiếc xe này là hoàn toàn dễ dàng. Mà đặc biệt thú vị nữa là chiếc xe này sở hữu tới hai quả pin lithium. Thì thường mà các bạn thấy đi, là một chiếc xe đi, nó sở hữu có một quả pin lithium mà, thì nó dao động là khoảng có mười mấy Ah thôi. Này, hai quả pin luôn nha các bạn. Mà cái là công nghệ cao nữa nha. Quả pin lithium, kim luôn, yên ngồi. Mà cái là khi mà các bạn mà sở hữu á, hai cái quả pin lithium này các bạn sử dụng nè, tiết kiệm rất là nhiều một số tiền đó nha. Thì thường là tại vì nó có một cục mà còn riêng chiếc này, hai cục luôn, không cần mua thêm gì nữa, là đi quãng đường dài là ok luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn thử vô cho các bạn xem nha. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cách lắp vô. Thì các bạn có thể thấy ha,
thì cái yên này nó làm là đút nguyên khói. Thì riêng cái cục này á, là nó sở hữu là 48V 14A nằm gọn trong cái khung này nè. Ví dụ mà các bạn muốn kích hoạt được cái quả pin này, các bạn lít vào đây là cái bắt đầu là cái đèn này là nó sẽ kết hợp cho các bạn là dùng để đi ban đêm. Ví dụ mà khi á, mà các bạn đi vào trời tối á, thì các bạn không có xài bằng cái cục này nữa, các bạn ứng cái nguồn này lên cho nó chuyển qua cục này, nó kết hợp luôn có đèn pha. Tại vì á, cái xe này nó hai quả pin, các bạn có thể là linh hoạt chuyển đổi cục nào xài cũng được hết ha. Ví dụ ban ngày đi cục này, đêm đi cục này, này nó có kim luôn cái này, khi mà tắt nguồn thì sẽ ứng vào đây. Mà đặc biệt hay hơn cái nữa là lưu động luôn, mang ra đâu sạc cũng được hết. Nè các bạn có thể thấy ha, nó có chiều cao luôn nè. Ví dụ như thấp thì ngồi thấp ha, còn cao lên thì cứ ngồi cao lên nha. Đó, rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vô cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ bỏ vào theo cái dấu của nó nè. Thì ví dụ như bây giờ mình không quá cao thì chắc mình cho nó cỡ cỡ đi đi chút cho dễ leo. Sau đó các bạn dùng cái chốt này nè, các bạn ứng mạnh thật mạnh vào. Nó tới đây nè, rồi có một cái chỗ này nữa nè, ứng xuống. Rồi là không sợ mất cục pin luôn. Mà hãng á, thì nó trang bị cho chúng ta là cái chìa khóa để chúng ta có thể là mở cái cục pin này ra vô ha. Thì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần các bạn dùng đây nè, các bạn ứng xuống, các bạn dặn cái khóa pin này của nó qua một cái, nghe cái tắt một cái thôi. Thì giống như là cái cục này là nó bật lên cái là xong, là các bạn có thể là mở được cái này ra. Đây là cái tính năng giống như là khóa pin. Đó, là tính năng nó vậy ha. Siêu xịn luôn. Xài một lúc hai cục pin khi mà sử dụng luôn nha. Và cái cục pin này nó lại lính liền lên thân, nó liền lạc, nhìn cái xe này nhìn nó rất là thẩm mỹ. Nó không có gây mà giống như nó có cái độ nhô ha. Đây là cái điểm nhấn của chiếc xe ha, nhìn vô cá tính. Mà gỡ được cái cục pin này ra sạc luôn nha các bạn. Đây mình gỡ cho các bạn xem nè. Nó còn mới thì nó hơi cứng một xíu. Khoan mình ứng nè. Khoan mình để mình gắn ứng lại. Rồi mình gỡ ra. Rồi đem ra ngoài luôn. Thì cái cục này á, thì nó sẽ là tương đương là 48V 12A cộng với cái quả pin này là 14A nữa, thì nên tổng cái dung lượng này lên tới là 26A luôn. Quá nhiều cho các bạn có thể là đi chắc cả tuần sạc lần cũng được nữa. Thì đối với các bạn sử dụng được hai quả pin này thì chúng ta có thể là linh động sử dụng theo tùy theo mục đích và nhiều cung đường, cho chúng ta có thể đi được những cái quãng đường dài ha. Thì đối với một cái cục pin, hai cục pin này các bạn sử dụng đi, thì mình sẽ tương đương cho các bạn dễ hiểu. Thì ví dụ như các bạn đi thuần về điện đi, cho đi thoải mái 50-60 cây là vô tư luôn. Còn mà đi chợ lật điện ha, thì có thể chắc trên 100 cây lần sạc á. Mà đặc biệt sạc cục nào cũng được hết, sạc nhồi được luôn, nó quá tiện lợi ha. Mở ra nè, các bạn có thể thấy ha, hãng nó làm công nghệ rất là cao, khi mà gắn vô kích hoàn toàn luôn. Mà đặc biệt là thường là các bạn là lo hay sợ về là đi mưa nó có vô, nó bị vô nước không, thì hoàn toàn khi mà mưa xuống là nó có những cái đường rãnh này nè, nó ra nước hoàn toàn hết cho các bạn luôn. Thì các bạn sẽ đừng có lo về cái vấn đề mà đi nước thôi. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là ví dụ như mà xe này nó thuộc dạng xe điện thì mình đi mình né nước đi cho nó an toàn hơn. Đó, chỉ có vậy thôi. Khi mà các bạn lắp lại chỉ cần ứng vào rút ra luôn, nó rất là tiện lợi ha, đi một lần hai cục. Rồi còn nhiều tính năng hay trên xe này nữa. Thì cái xe này nó hướng tới là đô thị. Đô thị thì cần năng động. Thì nhiều lúc là bây giờ là trong thành phố mình mà nhà cửa thì bây giờ nó cũng khá là chật, nên là cũng phải cần gấp nó lại hoặc là đem nó đi du lịch ha. Thì chiếc xe này gấp được luôn. Thì đầu tiên gấp được cả bàn đạp để cho đỡ chiếm diện tích nè. Thứ hai, pin tháo rời được nè. Thứ ba, cổ gấp được luôn. Thì cổ gấp thì các bạn có thể thấy cái này ha, đẩy xuống, đẩy cục này ra thôi, rồi ứng hoàn toàn cái cục này luôn. Để mình qua đây cho mình mới có cái lực tay ha. Vì nó làm cứng như vậy á, thì nó sẽ tiện lợi á. Rồi các bạn đẩy cái này xuống thôi, gấp nó xuống hẳn luôn để đi du lịch ha. Tại vì mình lắp cái này thì nó cho có cái rổ rồi. Rồi ứng vô nè, kéo này ra, ứng vô. Rồi điểm thứ hai nữa, nhà mà chật quá nữa có luôn chỗ gấp luôn.
Nè, chỉ cần ấn vô thôi, đẩy ra, mà đặc biệt là nhẹ nhàng nha. Đó, gấp luôn. Có thể là đem đi đâu, bỏ vào xe hơi đi chơi này nọ, gấp được luôn nè. Có cái chống giống như là những cái mẫu mà xe gấp mà shop mình hay hướng dẫn các bạn làm á, đó, cực kỳ là tiện ha. Rồi, gấp lại, ấn vô. Khi mà các bạn ấn vô rồi thì đảm bảo là cứng hoàn toàn luôn, tay bẻ ra không được luôn. Rồi bây giờ tới cái phần là mình sẽ test cho các bạn xem coi xe này nó có nhiều cái công nghệ gì mới nha. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là những cái tính năng hiện đại của trên chiếc xe này ha. Thì ngoài các bạn đi điện không thì các bạn còn phải đập cơ nữa, thì nên hãng nó trang bị cho chúng ta một cái cùi đề đến từ thương hiệu Shimano của Nhật Bản ha, 7 cấp, cho các bạn có thể là đạp cơ nó thoải mái hơn và êm ái hơn. Thì mình có giới thiệu lúc đầu clip á, cái công nghệ mà vành kim loại mới nè, gặp cái vỏ ni lông chất liệu mới nè, nó giúp cái xe nhẹ nhàng hơn cho các bạn có dùng đạp cơ được nha. Và mình sẽ giới thiệu cho bạn trái tim của chiếc xe này. Thì chiếc xe này nó sở hữu một cái motor 500W, 48V 500W, chuẩn CE nhập khẩu quốc tế nha. Thì trái tim này 500W motor này á, là thế hệ mới không chổi than. Nó sẽ giúp cho các bạn đi êm ái hơn khi mà các bạn sử dụng điện nha. Bạn mình quay kỹ cho các bạn xem nha. Rồi, tiếp đến thì bây giờ mình sẽ bật nguồn lên cho các bạn xem ha. Khi các bạn muốn bật nguồn cái dòng xe này, các bạn sẽ đè vào cái nút này giúp mình ha. M thì như các mẫu xe khác thôi. Nó sẽ hiển thị cho các bạn đầy đủ mọi thông số bao gồm mức pin, tốc độ, cấp độ số và quãng đường đi bao nhiêu, hiển thị rõ cho các bạn luôn ha, màn hình lớn. Và chiếc xe này mình thấy nó được trang bị rất là nhiều cái thứ mà kiểu giống như là hay thiếu trên các dòng xe điện nè. Đầu tiên có còi điện, có đèn pha cho các bạn đi ban đêm nè, đèn pha rất là lớn luôn, an toàn hơn khi đi ban đêm nha, rất là sáng. Rồi cái điểm thứ hai, có luôn cả xi nhan đằng sau cho chúng ta qua đường nó an toàn hơn. Thì đa phần á, mà xi nhan á, mà các bạn mua các dòng xe khác đa phần là phải chế vô không à, cái này trang bị luôn. Và thứ hai nữa là có đèn stop luôn, nó rất là an toàn mà khi mà đi vào ban đêm nha. Và cái chiếc xe này, cái yên sau của nó, cái cục pin này nè, nó có cái đèn led sau luôn cho các bạn an toàn hơn khi các bạn đi luôn. Ví dụ như các bạn dùng cái chiếc xe này, cục pin này mà dùng để đèn không á, thì các bạn khỏi cần mà phải kết nối dây nó vô, các bạn ứng cái nguồn này sử dụng cái đèn này không cũng được. Đó là cái điểm tiện lợi của nó nha. Còi nè, đèn pha nè, đầy đủ mọi thứ luôn. Rồi bây giờ là cái điểm tiếp đến là công suất mạnh không. Thì bây giờ ứng lên số 5 luôn. Cái tay lái này nó rất là tiện lợi nha các bạn, có thể điều chỉnh được luôn nha. Ví dụ như tay bạn nào mà nó thuận khúc nào đó, tùy chỉnh được luôn. Lóc lại, sau đó đẩy màn hình này lên, nó rất là hay nha. Và bây giờ mình sẽ vít cho các bạn xem nè. Bây giờ mình đẩy cái này xuống nè, cho các bạn dễ coi nè. Vít tốc độ cao nhất bằng chế độ tay ga, chiếc xe vọt cực kỳ mạnh. Tốc độ lên tới 40 km/h, đủ sức cho các bạn chinh phục mọi cung đường với motor siêu mạnh 500W thế hệ mới nha. Ngoài các bạn đi bằng chế độ tay ga nha, chiếc xe này tính năng chính của nó là các bạn có thể là đi trợ lực điện nha. Thì khi mà đi trợ lực điện, các bạn không có cần phải bít ga nữa, dùng cái chân mình đạp một cái thôi, tốc độ của nó là nó sẽ đi tới nha các bạn. Thì các bạn có thể tùy chỉnh theo cái cấp độ nào mà các bạn mong muốn nha. Xe này được trang bị là phanh dĩa dầu luôn nha, nên rất là an toàn cho các bạn ha. Phanh dĩa này nãy giờ mình quên giới thiệu nha, rất là to, phanh nè rất là chuẩn luôn, bóp một cái thôi là cứng luôn. Phanh dĩa dầu thế hệ mới nè, ngắt điện luôn cho các bạn đi nè, đĩa thì cực kỳ là to nha. Đi an toàn với tốc độ cao, thắng một cái hai bít tông kẹp lại, êm ái luôn. Phuộc rộng nè, có luôn cả dè kim loại cho các bạn đi vào những ngày mưa gió nè. Đèn pha lớn nè, có khóa mở lóc phuộc luôn nha. Ví dụ như
cần nhúng nhiều thì các bạn mở ra đi tốc độ cao ha, đi tốc độ cao thì ấn qua đó, có khóa cuộc luôn nha. Và chiếc xe này được trang bị luôn cả rổ trước kim loại cho các bạn kể đi chợ nè, đi shopping nè, hoặc là các bạn học sinh dùng để đựng ba lô nha, quá để có thể là tiện lợi hơn ha. Thì đây là một cái chiếc xe thì mình nghĩ là nó không có cái điểm gì mà để chê luôn ha. Thì cái chiếc xe này á, cái cảm nhận của mình mà khi mà ngồi lên ha, chiếc xe này tư thế ngồi rất là dễ chịu nè, cái khi mà các bạn xuống cũng rất là dễ nè, bước qua cái nhẹ nhàng nè, không cần phải bước cao ha. Thì ví dụ như các cô chú mà đau chân hoặc là lớn tuổi rồi cần một cái xe gọn nhẹ, hoặc là các bạn nữ giống như là mặt đầm muốn di chuyển bằng xe đạp để thể dục thể thao á, thì leo lên chiếc xe này cực kỳ tiện luôn, bóp thắng cái nhích lên rất là dễ dàng ngồi ha, tư thế ngồi cực kỳ thoải mái, dùng để có thể là chở đồ nè, chở thêm người đằng sau nè là hoàn toàn là vô tư luôn. Vì cái xe này nó sở hữu cái công suất nó quá lớn cho các bạn có thể là đi chinh phục mọi cung đường ha, từ đường bằng, đường dốc gì, chiếc xe này nó xử lý ngọt ngào cho các bạn ha. Ngoài ra thì mẫu mã của nó, màu sắc á, nhìn nó cũng rất là thời trang, trang bị đầy đủ những cái tính năng hiện đại nhất hiện nay ha. Màn hình lớn nè, có cùi đè cho chúng ta đi khi mà không muốn đi điện nó đạp cơ nè, vít ga được luôn, có luôn còi nè, đèn pha nè, xi nhan nè, đầy đủ mọi thứ trên xe, mà đặc biệt gấp gọn lại luôn, rất là tiện. Mà điểm thú vị của chiếc xe này là nó trang bị cho tới hai cái quả pin lithium luôn, là tổng dung lượng nó tới 26Ah luôn, thì nó khá là tiết kiệm cho chúng ta ha. Thì hiện tại là bên shop mình cũng đang cung cấp nhiều dòng thương hiệu quốc tế, giống như là thương hiệu NV đi, mình thấy chiếc này ngon hơn NV luôn á, mà NV là bên mình vẫn đang cung cấp các dòng đó ha. Nhưng mà theo mình đánh giá là về cái tính năng á, là chiếc xe này nó có nhỉnh hơn là về cái công nghệ nè, kiểu dáng ngồi nhìn nó bắt mắt hơn hay nhìn nó hài hòa hơn, nó thích hợp dành cho nguyên gia đình đi cũng rất là ok ha. Cảm ơn các bạn đã xem video review của shop mình ha. Thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video review về những dòng xe trợ lực điện sau nhé.